Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ bảy ngày 3 tháng 8 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải tắm thành phố 51, giải tắm Long An 78, giải tắm Bình Phước 39, giải tắm Hậu Giang 16, bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt thành phố 918-109, giải đặc biệt Long An 056-020, giải đặc biệt Bình Phước 034-532, giải đặc biệt Hậu Giang 958-834. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử sổ số miền Nam lần sau.